Hôm nay mấy chị em đang đi ra trên đường, đi ra ngoài gì Castle với Romoman. Hôm nay giờ này cũng là 11 giờ mấy, bữa nay thời tiết cũng mười mấy độ mà nắng tốt. Mấy bữa trước thì trời mưa. Giờ lại đi đón từ nhà khách này đi đón xe buýt 49. 49 để đi ra ngoài Castle. Lâu đài mà. Này đường đi vô đây thăm Tòa Thánh Vatican. Nó ta đông vậy đó. Xung quanh này ta đông. Từ dòng sông này chúng ta thấy những cảnh rất đẹp. Lâu đài Castel San Angelo, còn được gọi là lâu đài thiên thần, là một công trình kiến trúc nổi bật tại Rome, Ý. Ban đầu được xây dựng như một lăng mộ hoàng đế La Mã Hadrian vào khoảng năm 135 đến 139 sau Công nguyên. Công trình này đã trải qua nhiều biến đổi và phục vụ nhiều mục đích khác nhau trong suốt hơn hai thiên niên kỷ. Lâu đài này nổi bật với cấu trúc hình trụ đồ sộ và các tầng được xây dựng chắc chắn. Từ đỉnh lâu đài, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Rome, bao gồm cả dòng sông Tiber chảy uốn lượn bên dưới. Và đặc biệt, trong tòa lâu đài này có một cái hành lang bí mật Passetto di Borgo nối liền với Vatican. Castel San Angelo không chỉ là một chứng nhân lịch sử quan trọng mà còn là một biểu tượng văn hóa được nhắc đến trong nhiều tác phẩm nghệ thuật và văn học. Ngày nay, nó là một bảo tàng mở cửa cho công chúng, nơi du khách có thể khám phá và tìm hiểu về lịch sử phong phú của Rome, cũng như chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá. Mình nhìn cái cổng thành này, vừa to vừa dài, hướng dẫn tới tòa lâu đài luôn, Castel San Angelo. Coi người ta đông mà, đông nghẹt cái đầu ở trên đó đó. Bên đó từ Castel mình đi thẳng về hướng cái nhà thờ Thánh Phêrô. Các sao mà làm cái đường có gì thấy đẹp chứ. Đi ở thành phố Rome hay những cái thành phố Ý hay là những cái thành phố của châu Âu á, ta thích đi trên những con đường phố nhỏ nhỏ như nè. Mà không biết quán ăn ở đây kem nó ngon cỡ nào mà người ta đứng xếp hàng lại. Đứng hàng dài luôn. Đó, kem nó mua từ đó đó. Không có thời gian, có dịp ăn đó, đó cái biết cho biết ngon cái nào. À, những ngon đường hẻm. Mấy cô này cô gì quá trời luôn. Mấy giờ em? 5 giờ. Hả? Ý 4 giờ. Con đi này. Chỗ đó gần đây không? Còn gần đây rồi. Piazza Navona tọa lạc tại trung tâm Rome là một trong những quảng trường nổi tiếng nhất của thành phố này, được xây dựng trên nền của sân vận động Domitian cổ đại. Quảng trường có hình bầu dục độc đáo và là một điểm đến hấp dẫn cho du khách. Xung quanh quảng trường là các quán cà phê, nhà hàng và nghệ sĩ đường phố, tạo nên một không gian sống động và lãng mạn. Piazza Navona
không chỉ là một nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng kiến trúc Baroque, mà còn để thưởng thức văn hóa và cuộc sống hàng ngày của người dân Rome ở đây. Đó Colosseo mà nằm đó. Đấu trường La Mã. Khách lũ lượt quá trời luôn. Đó, từ đấu trường La Mã cái mình đi bộ qua tới Piazza này ta. Đây đây, tôi nhờ được quý đây. Coi như là những cái địa điểm mà du lịch nổi tiếng của du lịch của Ý, nó gần gần nhau, nó cách nhau một hai cái số, một cái số trong trung tâm của Roma thôi, của Rome thôi, thành phố Rome thôi. Thành ra mình cũng dễ đi lắm, đi chơi nói chung là cũng dễ đi, chưa có đi bộ ạ. Đi bộ dễ đi. Từ đoạn đường Piazza để đi đến Colosseum rất gần quý vị, khoảng 2 cây số thôi. Mình nghĩ như vậy đó. Thì hai bên đường chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái tàn tích còn sót lại của thời La Mã đó quý vị. Bắt đầu vô bên trong rồi đấy. Mua vé phải mua vé internet, mua trước. Cái này một ngàn mấy trăm năm rồi, chứ không tiền rồi. Một ngàn mấy trăm năm. Đi vô tới đây thì phải có ngày tour đó thì mình mới tìm hiểu được nhiều ha. Có nhiều cái lịch sử hay nhiều có cái gì đó. Mình đi vòng vòng là hoàn toàn mình không biết ha. Trời ơi. Ui. Không ngờ, không ngờ nha. Đi bên ngoài thấy nó nhỏ nghe, vô trong mới thấy nó khủng khiếp luôn. Không, hồi xưa đó đó, rồi sao mình trời ơi, xưa đó. Rồi. Ổn thiệt. Nhưng mà chỉ đây. Ui. Chỉ là một tàn tích thôi đó. Nhưng mà mình nghĩ kỹ thuật của họ đấy cao độ đến cỡ nào. Đấu trường La Mã Colosseum nằm ở trung tâm thành phố Rome, là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của đế chế La Mã. Được xây dựng vào khoảng năm 70-80 sau Công nguyên dưới triều đại của hoàng đế Vespasian và được hoàn thành dưới triều đại của hoàng đế Titus. Colosseum có thể chứa tới 50.000 khán giả. Đây là nơi diễn ra các trận đấu võ sĩ, giác đấu, săn thú và nhiều sự kiện công cộng khác. Với kiến trúc hình elip đặc trưng, công trình này bao gồm nhiều tầng với các hàng cột và giòn, thể hiện sự tinh xảo và tài năng của các kiến trúc sư La Mã cổ đại. Mặc dù đã bị hư hại qua nhiều thế kỷ do động đất và nạn cướp bóc, Colosseum vẫn là một kỳ quan kiến trúc và là điểm đến không thể bỏ qua khi đến thăm Rome. Di sản này không chỉ minh chứng cho sự hùng mạnh của La Mã cổ đại, mà còn là biểu tượng của sự bền vững và trường tồn của văn hóa, lịch sử nhân loại. No, tampoco, perdón, es que les he dicho 200 veces.
Nhưng là mình đi bên ngoài thì mình thấy cái dòng cầu nó nhỏ, nhưng mà vô trong mình mới thấy nó to. Đi giữ những giác sĩ, những đấu sĩ. Coi buổi chiều á, 6-7 giờ mà người ta vậy đó. Rồi, hôm nay ngày Chủ nhật năm Tây tháng 5, xong một chuyến để tham quan Rome. Ở đây chuẩn bị đi ra sân bay để đi đến Paris. Này này, tại mới vừa hết mùa đông, mùa xuân còn lạnh, đường này đẹp, mùa hè. Đây, sắp sửa đi bay từ Rome đi Paris, hoặc đi bằng Wizz Air. Những hành khách cuối cùng. Những hành khách cuối cùng cũng cười á. Chuyến bay từ Rome sắp sửa đáp xuống Paris. Hy vọng là hôm nay trời tốt, không có mưa. Không biết ở đây là gì nha, đẹp lắm.